Xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời và bình an dưới thế. Thank you.
tinh thần cao cả mà thánh hoa sư phối hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân chú ba trước mầu nhiệm chú Kitô và hội thánh. Chúng con này xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây biết lấy việc làm thay những điều họ nhận thức qua đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bản chất sắc sáng thế, Chúa là Thiên Chúa phán, đàn ông ở một mình không tốt, ta hãy tự dựng cho nó một nồi chờ giống như nó. Sau khi lấy nguồn đất dựng lên mọi thứ, thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Adam để coi ông gọi chúng thế nào và sinh vật nào Adam gọi, thì chính đó là tên nó. Adam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muôn thú, nhưng Adam không gặp một người nội trợ giống như mình. Vậy Thiên Chúa khiến cho Adam ngủ say, và khi ông đang ngủ, người lấy một xương sườn của ông và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Adam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Adam. Adam liền nói, giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi, người này sẽ được gọi là người nữ vì bởi người nam mà ra. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Đó là lời Chúa. Oh,
hơn tháng Phaolô tông đồ gửi tín hiệu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã lập bình vì chúng ta. Anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Các bà vợ hãy phục tùng chồng mình như phục tùng Chúa, vì chồng là đầu của người vợ như Đức Kitô là đầu hội thánh. Chính người là đấng cứu độ thân thể mình, như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào thì người vợ cũng phục tùng chồng trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và lập mình vì hội thánh để thánh hóa hội thánh. Khi người dùng nước và lời mà thanh tẩy hội thánh để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tùy ố, không vết nhăn hay mắc kỳ gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn toàn. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ như chính bản thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét hơn xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô đã nuôi dưỡng chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta tiên thể của thân thể người, bởi thế người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ là một thân xác. Màu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và vợ thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ như chính mình, còn vợ hãy kính trọng chồng. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có những người Pha-ri-sêu đến gần Chúa Giêsu để thử người. Họ nói: người ta có được phép rạy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại: các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ, và người phán: bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy sự chỉ Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con luôn phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Hieronimo Lê Thành Long và chị Teresa Trung Hồng Mỹ Huyền, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương
và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và hội thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự tương thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Anh Geronimo Lê Thành Long xin nhận em Teresa Trung Hằng Mỹ Huy là vợ của anh. Sẽ hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Teresa Trung Hằng Mỹ Huy xin nhận anh Geronimo Lê Thành Long là vợ chồng của em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự tương thuận các con vừa bày tỏ trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chung tụng Chúa. Ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Teresa Trung Hằng Mỹ Huy xin nhận chiếc nhẫn này là dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Geronimo Lê Thành Long xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này, đây là dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em. Anh chị em thân mến, với lòng yêu mến, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện xin tha thiết của chúng ta cho đôi bạn trẻ vừa kết hôn tối nay đây. Xin cho hội thánh Chúa được ngày càng có nhiều gia đình Kitô hữu thánh thiện, biết sống hiệp nhất với nhau trong tình thương con cái Thiên Chúa, hầu rao truyền danh Chúa cho mọi người. Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho anh Geronimo Lê Thành Long và chị Teresa Trung Hồng Mỹ Diên vừa kết hôn với nhau qua bí tích hôn phối được ơn Chúa nâng đỡ, để anh chị đủ can đảm vượt qua những thử thách cuộc sống, trung thành lời đó hứa đối hôm nay. Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho ông bà, cha mẹ và bà con thân thuộc, những người đang hiện diện nơi đây, được nhiều ơn lành của Chúa để tiếp tục dìu dắt nâng đỡ gia đình mới này ngày càng trưởng thành hơn. Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những ai đang sống hoặc sống gia đình biết luôn tuân giữ luật Chúa, chu toàn bổn phận vợ chồng, biết hy sinh quên mình vì nhau để nêu gương sáng cho con cái và giáo dục chúng nên những người con đích thực của Chúa. Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Aloisio chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến anh Hieronimo Lê Thành Long và chị Teresa Trung Hồng Mỹ Huyền mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhớ ơn Chúa xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám quyền rằng tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh, bằng bí tích mình và máu Chúa Kitô được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu vũ trụ cũng như tạo thành con người giống hình anh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ ta bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa dùng mầu nhiệm cao ca mà thánh nhiệm sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân Chúa bao trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa đã ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tố lần bàn án đại hồng thủy lấy đi.
xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đang liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa được bền lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ của Chúa là Teresa Trung Hồng Mỹ Huyền được ơn biết sống yêu thương thuần hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong kinh thánh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hương hạnh, đồng hương ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương hội thánh. Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa được kiên trì gắn bó với đức tin cùng các khuôn lệnh của Chúa, và nhờ chung thủy hợp nhất với nhau họ nêu gương đời sống phen toàn. Nhờ sức mạnh tin mừng cùng cô, họ nên nhân chứng tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chanh, và sau cùng khi đã tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người đã được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiêm Thiên Chúa. Lạy Chúa, con nguyện đem Chúa ngự vào nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời để linh hồn con sẽ thăng bằng. Hãy
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con lại xin Chúa cho những người đã kết hôn với nhau bằng bí tích hôn phôi biết gắn bó với Chúa và trao truyền chánh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Yêu thương nhau để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mai lưu lại trong nhà các con. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Chúa nơi thế gian để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vinh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.